Em có chiếc đồng hồ này nhé. Chiếc đồng hồ này bây giờ chuẩn bị ấy rồi, em sẽ giảm giá. Các bác nào mua em khuyến mãi tặng cho các bác một cây đào to, một cây quất to nhé. Đấy, còn nếu các bác không lấy đào quất thì em trừ tiền luôn cho các bác. Chiếc này này, chiếc em đang quay đây. Chiếc này cao hơn 2 mét nhé các bác nhé. Đấy, lắc cây đàn. Đấy, giá bình thường là em bán là 24 triệu 800. Bây giờ các bác nào lấy thì em sẽ giảm giá sâu cho các bác để lấy chỗ chuẩn bị Tết nhất rồi. Đấy. Tầm này mua là khuyến mại ít nhất là một cây đào như này. Đấy, cây đào to. Đấy, cùng với một cây quất. Còn nếu các bác nào không lấy đào quất trừ luôn tiền. Đấy, cho các bác chơi. Con này màu là sáng sáng. Nó là dòng 3 cục, 1 cục, 2 cục, 3 cục. Máy cơ nhé các bác nhé, tạ xích máy cơ. Đó. Bây giờ để giờ không không vào được. Ở đây để em leo vào để em cho các bác nghe chuông thử nhá. Okay. Đây là tạ xích, kéo xích lên cót. Mặt này. Mặt mạ vàng rất là đẹp. Rất là chất lượng. Máy cơ không phải máy điện tử các bác nhé. Kính mài. Các bác nào mua thì em giảm giá sâu cho nhé. Đào quất. Khuyến mại đào quất. Rồi, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.